Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chân dung người vợ kém 12 tuổi, tài sắc vẹn toàn của diễn viên Võ Hoài Nam. Vào năm 1995, anh quen với vợ anh bây giờ, một cô sinh viên trường múa đóng chung với anh trong một quảng cáo sâm của nước ngoài. Sau đó, phải mất một thời gian khá dài, anh mới thuyết phục được bố mẹ vợ cho anh cưới. Hiện tại, vợ chồng anh đã mở được một quán ăn nho nhỏ và có thêm 4 người con kháu khỉnh, một trai, 3 gái. Đó là Hoài Vũ, Hoài Anh, Hương Anh và Hoàng Anh. Ít ai biết, vợ diễn viên Võ Hoài Nam, chị Lan Anh, từng là một diễn viên múa. Cùng với sự hy sinh của chồng, chị Lan Anh cũng nghỉ việc ở Đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân để quán xuyến việc gia đình và chăm lo con cái. Theo lời kể của diễn viên Võ Hoài Nam, anh gặp vợ anh năm 30 tuổi trong một lần đi quay quảng cáo. Khi ấy, Lan Anh là một nữ diễn viên múa vừa tròn 18 tuổi. Vẻ đẹp trong trẻo của cô gái lập tức hạ gục anh chàng lãng tử. Nhìn anh trải đời, rắn giỏi, ai cũng nghĩ Võ Hoài Nam bạo dạn lắm. Nhưng không, đến gần cô, mãi anh mới cất được lời để rủ người đẹp đi lòng vòng. Thời gian mới yêu, cả hai phải vượt qua sự cấm cản của gia đình. Trong khi bên nhà Võ Hoài Nam cho rằng cô còn quá trẻ, thì gia đình Lan Anh lại thấy e ngại trước tuổi tác và sự trải đời của anh. Bất chấp sự ngăn cản và định kiến của xã hội, cả hai đã quyết định sống chung với nhau. 3 năm sau, chị Lan Anh mang thai đứa con đầu lòng, mãi chẳng thấy anh đề cập chuyện cưới xin. Trong khi bụng con gái đã lùm xùm, bố mẹ vợ của anh sốt ruột, phải mở lời hỏi han trước. Và cuối cùng anh đã lên duyên vợ chồng với chị Lan Anh tới bây giờ. Sau 16 năm, khi kinh tế đã ổn định, diễn viên Võ Hoài Nam từng được nhiều lần vợ con động viên quay lại nghiệp diễn. Diễn viên Võ Hoài Nam sinh năm 1965. Võ Hoài Nam là một nam diễn viên nổi tiếng một thời trên vùng đất Bắc với các vai trong các bộ phim nổi tiếng như Vua Bãi Giác. Sau này, anh thường ít tham gia vào lĩnh vực đóng phim mà chuyển sang kinh doanh và dành thời gian bên vợ và con cái nhiều hơn. Tuổi thơ của anh là những ngày thiếu thốn tình thương khi cha mẹ anh ly hôn lúc anh còn nhỏ. Sau khi đất nước giải phóng, anh vào Sài Gòn sống cùng với ông nội của mình. Đến khi 13 tuổi, anh quay trở lại Hà Nội sống cùng với cha của mình. Tuy nhiên, anh phải sống một cuộc sống đầu đường xó chợ để giải phóng khỏi ngột ngạt từ phía gia đình. Anh là một kẻ hay gây chuyện và đánh nhau. Anh bước vào con đường nghệ thuật khá muộn, sau khi nhập ngũ vào năm anh 18 tuổi. Sau đó 4 năm, anh sang Nga xuất khẩu lao động. Nhưng chỉ được 1 năm, anh lại trở về nước vì tội đánh nhau. Sau khi trở về, anh học nghề tại nhà hát kịch Trung ương 3 năm. Năm 1991, anh được mời tham gia vào vai diễn chính trong bộ phim truyện Truyền thuyết tình yêu thần nước. Sau sự thành công của vai diễn đầu này, anh được các đạo diễn gọi mời cho nhiều vai diễn khác nhau và gặt hái được nhiều thành công và trở thành một diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở miền Bắc. Năm 2003, anh được tham gia vào bộ phim điện ảnh Vua Bãi Giác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn với vai diễn trọng. Trong bộ phim này đã mang lại cho anh giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan, Hàn Quốc. Đây có thể nói là vai diễn ghi dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của anh. Năm 2005, anh tham gia vào bộ phim Chuyện Phố Phường, Cảnh Sát Hình Sự phần 1. Từ năm 2007, anh ít tham gia vào diễn xuất mà bôn ba vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau đó, anh mở một quán ăn tại Hà Nội. Đến năm 2011, anh quay trở lại với điện ảnh khi tham gia vào diễn xuất bộ phim Trong Hùng Kỳ Dị do Nguyễn Duy Ngọc Võ làm đạo diễn. Sau vai diễn này, anh đã từ bỏ sự nghiệp điện ảnh mà dành thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái và kinh doanh. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.